Nhân sự đại hội Đảng luôn là ẩn số và là mối quan tâm đối với dư luận, nhất là với nhân sự cho bốn vị trí lãnh đạo cấp cao, đặc biệt khi hội nghị trung ương 12 vừa diễn ra, đề bàn về phương án nhân sự cho đại hội 13 sẽ được tổ chức vào đầu năm tới. Chính vì là vấn đề thu hút sự quan tâm của dư luận nên trên mạng xã hội đã xuất hiện rất nhiều bài viết bàn luận, trong đó có rất nhiều giả thuyết, đồn đoán thiếu căn cứ, suy diễn, gây chia rẽ, hoài nghi trong xã hội. Lẽ thường những gì đang là bí mật thì sẽ là tâm điểm thu hút sự quan tâm của dư luận. Thế nên, nhiều bài viết trên mạng xã hội đã đồn đoán ông này, bà kia sẽ vào vị trí trong tứ trụ, thậm chí xuất hiện những luận điệu về việc đấu đá, phe phái trong nội bộ, quy trục việc xét xử các vụ án. Trong thời gian qua là thanh trừng triệt hạ lẫn nhau để tranh giành quyền lực. Những luận điệu đó được tung ra vào đúng thời điểm Trung ương đang chuẩn bị công tác nhân sự nhằm tạo ra sự hoài nghi, tâm lý, hoang mang trong dư luận. Tuy nhiên, thực tế đang diễn ra không như những gì mà mạng xã hội suy luận đồn đoán. Bởi lẽ, vấn đề mấu chốt là hội nghị trung ương 12 vốn dĩ cũng chỉ tập trung bàn về phương hướng, chứ chưa bàn về con người cụ thể. Kết quả hội nghị này là cơ sở để chuẩn bị nhân sự cụ thể để tham gia trung ương, bộ chính trị, ban bí thư, ủy ban kiểm tra trung ương khóa tới để bàn tại hội nghị tới. Khi mà trung ương còn chưa bàn đến nhân sự cụ thể thì trên mạng xã hội đã cầm đèn chạy trước với nhiều đồn đoán thiếu căn cứ suy diễn chủ quan phương hướng nhân sự tức là phương pháp, cách làm nhân sự chứ chưa đi vào nhân sự con người cụ thể. Công tác này gồm các nội dung về quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu xây dựng ban chấp hành trung ương khóa 13, tiêu chuẩn ủy viên trung ương, điều kiện, cơ cấu, số lượng, quy trình giới thiệu, cách thức lựa chọn và một số vấn đề cần lãnh đạo thực hiện trong quá trình chuẩn bị và triển khai công tác nhân sự ban chấp hành trung ương. Tại hội nghị trung ương 12, tổng bí thư Trung tiểu ban nhân sự Đại hội 12 nhấn mạnh, phương pháp cách làm nhân sự phải đặt sự nghiệp chung của Đảng, của đất nước, của dân tộc lên trên hết, trước hết và kiên quyết chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, bè phái, lợi ích nhóm, chạy chức chạy quyền, vân vân. Ở thời điểm này, khi mà trung ương chưa bàn đến con người cụ thể thì những thông tin trên mạng xã hội về vấn đề nhân sự của tứ trụ cũng chỉ là đồn đoán, suy diễn vô căn cứ mà thôi.